Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Hoa hậu Việt Nam năm 1994, Nguyễn Thu Thủy qua đời vì đột quỵ. Tin sốc từ gia đình Nguyễn Thu Thủy cho biết Hoa hậu sinh năm 1976 vừa đột ngột qua đời sáng hôm nay, ngày 5 tháng 6, đột quỵ khi đang chạy bộ. Em trai của Hoa hậu Thu Thủy, ông Nguyễn Minh Thắng vừa thông báo tin buồn trên trang Facebook cá nhân của ông và của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Hoa hậu Thu Thủy qua đời vào hồi 4 giờ 30 ngày 5 tháng 6 năm 2021 do đột quỵ khiến nhiều người bàng hoàng. Thu Thủy đăng quang Hoa hậu toàn quốc lần thứ tư năm 1994 do báo Tiền Phong tổ chức khi mới 18 tuổi. Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào 3 trường đại học. Nhưng Thủy đã chọn trường Đại học Ngoại giao vì muốn trở thành một nữ đại sứ. Người đẹp cũng giành giải ứng xử hay nhất tại cuộc thi. Cô từng là giám khảo của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Sau đăng quang, Thu Thủy từng có thời gian du học tại Mỹ. Trở về nước, cô không xuất hiện nhiều trong các hoạt động showbiz, thay vào đó dành thời gian cho kinh doanh, viết sách, làm MC. Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức. Cả bố và mẹ cô đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, từng phó viện trưởng tại đây, còn mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một người soạn giả từ điển ngôn ngữ. Cô theo học Học viện Ngoại giao khóa 21, sau đó từ bỏ để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh và sau đó mở thẩm mỹ tại Hà Nội. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy sinh năm 1976, quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô là Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Lễ viếng của Hoa hậu Thu Thủy sẽ được tổ chức vào 10 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 45 cùng ngày, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, an táng tại quê nhà Nam Định. Nguyễn Thu Thủy sinh ra trong một gia đình trí thức, bố cô là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, từng là phó viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, còn mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Nguyễn Thu Thủy theo học Học viện Ngoại giao, sau đó sang Mỹ, du học ngành quản trị kinh doanh. Và trở về kinh doanh tại Hà Nội, cô cũng tham gia một số chương trình truyền hình. Gần đây Hoa hậu Thu Thủy thường xuyên cho biết cô rèn luyện cơ thể với yoga và chạy bộ. Trên trang Facebook cá nhân của cô thường đăng hình ảnh cô tập luyện yoga, chạy bộ và cả những trang viết tay rất đẹp được cô nắn nót viết bằng bút máy, những câu văn cô yêu thích bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Trước khi qua đời, Hoa hậu Thu Thủy sống với hai người con, một trai một gái, đang tuổi trưởng thành tại Long Biên, Hà Nội. Nguyễn Thu Thủy thường gắn với hình ảnh một hoa hậu có học thức, thích đọc sách. Ít năm trước, khi đang ăn nên làm ra với hệ thống các spa, trên 100 nhân viên có mặt ở khắp Bắc Trung Nam, Hoa hậu Thu Thủy đột ngột quyết định thu hẹp kinh doanh để dành tâm sức cho những công việc khác. Trong đó có viết văn và cả những dự án về bảo vệ môi trường. Thời gian gần đây, cô quan tâm nhiều đến các hoạt động thiên về sức khỏe. Thu Thủy được nhận xét là một người đẹp mạnh mẽ, năng động. Sau cuộc thi Hoa hậu năm 2010 mà cô làm giám khảo, Nguyễn Thu Thủy đã có một bài trả lời phỏng vấn với một câu phát biểu được cho là bị hớ. Tôi mong rằng trong cuộc thi năm nay, mọi người hãy nhìn Hoa hậu như một cô gái đẹp, nhan sắc là một sự hội tụ của nhiều yếu tố và tôi nghĩ bản thân cái đẹp đã là tài năng rồi. Bạn có thể cố gắng hát hay, học giỏi, có những học vấn này nọ, nhưng với vẻ đẹp, dù có sự can thiệp của thẩm mỹ, đó vẫn phải là vẻ đẹp thực sự, giá trị cốt lõi. Tất nhiên, người ta cũng nói về đức hạnh, trí tuệ, nhưng cao hơn là vẻ đẹp. Câu phát biểu này với tựa đề, báo do nhà báo đặt, bản thân cái đẹp đã là một tài năng, thường được trích dẫn và tạo nên tranh luận gay gắt trên Facebook và trên diễn đàn mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.